Chào mọi người, chào các anh chị em bác sĩ nha. Hôm nay mình chia sẻ với các anh chị em cái cách để mà sửa cái máy cắt cỏ, cái loại mà cầm tay hoặc là loại đeo vai 4 thì ha. Thì đợt trước mình có làm một số video nói về cái cách sửa máy hút cỏ mà cái loại 2 thì đó. Thì 2 thì 4 thì gì nó cũng, cái cấu trúc nó cũng tương tự, nó cũng như nhau thôi. Thì nó cũng đòi hỏi trên cái ba yếu tố chính đó là xăng, lửa, gió. Thì trường hợp cái máy này nó không nổ là nó có liên quan tới phần gió với lại cái phần phần xúc bắp, tức là cái bốn thì nó có xúc bắp ha. Thì cái thì của nó nếu mà mình chỉnh nó không có đúng cái tua, cái thì tức là cái tua giống như là cái cốt, cái cựa của cái giò gà vậy đó, cái cam á, cái cốt cam á. Thì khi mà nó thụt lên thụt xuống vậy nè, cốt cam nó quay cái trục máy đó ha, nó quay cái cam nó đi thì hai cái cựa giò gà gà đó nó đánh lên. Nó đánh hai cái xúc bắp đi lên đi xuống ha. Đánh lên đánh xuống gì, mà nếu mà nó một trong hai cái này đó mà nó bị cái kỳ nó không đúng á, tức là cái này lên mà lên không có dứt khoát, không lên không hết, hoặc là xuống xuống không hết đó, thì nó sẽ không có đủ kín hơi, cho nên là nó không có nổ ha, máy không nổ. Cho nên là một số máy nó bị như vậy đó. Thì mình chia sẻ với lại các anh chị em cách mà để sửa cái bệnh này, cũng giống như là để trả lời cho một em trai nào đó hỏi mình là cái cách mà sửa máy hút cỏ một loại 4 thì, là đeo vai hoặc cầm tay đó. Mình không nhớ là em trai nào nhưng mà thấy nhớ có đặt câu hỏi đó. Thì hôm nay cái máy này nó bị hư như vậy cho nên mình sửa, rồi trong lúc đó mình quay video để trả lời cho các em trai đó, cũng như là cho các anh chị em nào học muốn học về sửa máy mà còn bị cái chứng bệnh này chưa chữa được. Thì sau khi coi video này xong, hy vọng là các anh chị em sửa được ngay lập tức. Rồi thường á, thì cái máy 4 thì á, 4 thì nó hay có để cái chữ ha, để ngay chữ đây, tức là 4C. 4C viết tắt của chữ là 4 là 4 đó ha. Chữ C là circle, tức là 4 vòng ha. Đó, 4 stroke đó, 4 vòng, thì nó kêu là 4C, tức là 4 circle, là mình biết là cái máy 4 thì ha. Còn thường thường mà mấy cái máy hút cỏ mà nó không có để đó, nó không có để, thường thường là nó là hai thì, nó hai thì là two stroke đó, two circle. Thì nó làm ở trên cái nắp bình xăng đó, là nó có cái hình của trạm cây xăng, cái hình ảnh của cái trạm cây xăng, với lại cộng thêm cái giọt nước nhỏ nhỏ đó, tức là có nghĩa là mình trộn nhớt vô trong đó, tức là kêu xăng pha nhớt ha. Hai thì còn này là cái máy hút cỏ 4 thì chạy bằng xăng không, nó để chữ C4. Hoặc là cái nắp thì nó đi để cái hình tượng của cái bình xăng thôi, chứ không có cộng với lại cái nhớt ha, cái hình nước nhỏ nhỏ giọt. Rồi thì bây giờ nó cái trường hợp này đó là nó bị bên cái phần hơi, nó liên quan tới cái cốt cam để mà nó đánh mấy cái xúc bắp lên xuống. Thì bây giờ mình đây nó có bốn con ốc nè ha, bốn con ốc đó, thì mình ốc này thì cũng ốc lục giác thôi, bốn con ốc lục giác, mình tháo nắp này ra. Thì đây là cái nắp chụp của cái đó, đây nó có cái cò, hai cái cò trong này. Thì giờ mình tháo nắp ba ốc này ra, mình dỡ lên ha, lấy cái này ra. Dỡ cái nắp chụp ha. Nè. Đó, chụp hai cái giò gà nè. Lấy ra cẩn thận coi chừng cái này rách nha. Nếu mà cái này mà rách á, cái ron này mà rách á, thì các anh chị em phải mua cái ron mới thay vô ha. Chứ không nó không kín hơi là nó không nổ được đâu. Rồi ở đây thường thì có nó hiện tượng như gì? Đó. Hiện tượng như gì thì cái khi mà chạy cái máy nó chạy lâu ngày á,
thì một á, là cái con ốc này nó rơ ra ha. Con ốc này nè, đó nó rơ ra, cho nên nó cái con ốc ở trong này nó chạy, chóc ốc ở trong này cũng cái loại lục giác luôn ha, loại lục giác nhỏ hơn tí xíu nhỏ con này đó đó. Thì khi con ốc lục giác này thì nó dặn xuống để mà nó chỉnh, để cho nó chỉnh đều cái tua của nó chỉnh với lại cái cò, cái đũa của súp bắp nè. Có cái loại thì súp bắp làm thẳng cái chân lên luôn, còn có loại thì nó làm bằng cái đũa như vậy ha, chỉ có hai loại máy đó thôi. Thì trường hợp đó là mình biết rồi, thì cái khi mà một là mình giật, mình nghe cái tiếng máy nó kêu, cái này nó kêu, hoặc là nó mình tháo ra thì mình thấy nó bị trật, nó rớt xuống đây nè ha. Cái đũa nó cái nha, đây là cái đũa súp bắp ha. Thì trường hợp máy không nổ thì nó cũng do những cái trường hợp như thế này. Thì cái cây đũa này nó bị cong đó, nó nổ nóng thì nó đũa này nó mềm ra ha, hoặc là nó giọng thì từ từ nó cong cái cây này. Thì nếu mà mình đập thẳng là được thì đập, còn không thì mình nên mua cái cây mới ha, cho nó an toàn, khỏi mất công tháo ra tháo vô sửa. Tại vì cái cong thì nó mình đập thẳng rồi nó cũng cũng ấy à, nó cũng cong lại thôi à, nên mua cái mới xài. Thì mình cũng bỏ vô đều vậy vậy ha, bỏ vô trong cái lỗ của nó đó. Rồi đây thì mình đè xuống là xo nè ha, đó mình đè xuống mình bỏ nó vô. Bỏ vô vậy ha. Rồi thì ở đây thường á, nếu mà nó rơ nó lúc lắc đó, rớt lại nè đó, nếu mà nó lúc lắc á, hai cái cò này nè, mình giật nhẹ lên cái à, mình thấy nó lên tới cái thì, ví dụ cái này xong rồi tới cái này ha, thì mình canh từng cái, mình canh cái cây này trước, tức là mình giật giật một hai cái lên ha, từ từ một hai cái lên để mình coi cái cây này à, mình siết ốc. Nếu mà nó chặt quá thì nó cũng không có nổ, mà nó lỏng quá ha, nó lỏng tức là nó rơ, mình cầm mình lúc lắc được, mình đưa lên đưa xuống nó lúc lắc được, thì nó rơ thì nó không có đủ cái thì của nó, cho nên nó không nổ. Đó, cho nên là mình phải chỉnh làm sao cho hai cái dứt khoát ha, cái này lên cái kia xuống, cái này lên cái kia xuống, mà đúng cái của nó, chứ đừng có lỏng ha, đừng có lỏng, đừng có chặt quá nó không nổ, thì nó chưa tới cái kỳ của nó phải dứt khoát hết cái kỳ kia xong rồi tới cái nọ thì nó mới máy nó mới nổ được. Mình đè xuống mình rút nó vô, bỏ nó vô trong cái lỗ này, lỗ ốc này đó, rồi mình xả ốc này ra, mình lấy cái lục giác mình giữ cái lỗ lại ha, vặn nó ra nè. Giờ nó ra tí xíu gì thôi rồi bắt đầu mình chỉnh. Chị em thấy nó dở lên dở xuống không? Đó, sau khi mà mình giật lên giật xuống vài cái mình thấy đó. Đó, thấy nó lên nó xuống đều, nó không có rơ, không lúc lắc ha, thì mình cái khóa lục giác này mình giữ nó lại, rồi mình siết siết con ốc lại, giữ cho nó chặt, siết cho chặt ha. Đó, cho nó khỏi ấy. Rồi bên đây cũng vậy, đây trường hợp mà nó rơ rơ đó, đôi cái bên mà mình thấy nó rơ thì mình cũng cũng siết luôn, mình chỉnh cho nó vô vừa đủ cứng của nó, rồi mình siết ốc này lại. Chỉnh cho nó vừa đủ cứng thì mình siết ốc lại cho chắc. Rồi mình gắn cho xong mình giật vài cái ha, giật vài cái mình kiểm tra coi cái đũa này nó còn lỏng hay không. Nếu mà nó lỏng thì nó chưa tới cái kỳ của nó ha. Thì giật lên là nó không có khít, nó không có khít là nó không có nổ. Đó, hai cò
rồi siết chặt xong xuôi hết, mình giật vài cái mình nghe cái tiếng nó nổ, cái hơi đó, nó mạnh á, là nó kêu đó, nó kêu cái tiếng đó là mình biết là cái hơi nó mạnh đủ ha. Còn nếu mà mình chỉnh nó chưa có đều, chưa có sát cứng á, thì mình giật cái hơi mình sẽ nghe nó khác, nó loãng hơn, nó không có nén hơi là nó không có nổ nha. Nha. Giật vài cái đó mình chỉnh, rồi sau đó mình bỏ cái miếng này vô lại. Bỏ vô lại mình siết ốc cho nó chắc nha. Cũng vừa thôi, chắc vừa cho đúng đừng có ấy nữa. Rồi sau khi mình lấy xong rồi mình giật thử ha. Rồi xong mình kê cái đầu lên giật thử đó. Bơm xăng lên ha. Bỏ chốt. Công tắc on off. Mình ra giật. Rồi sau khi mình chỉnh như vậy là giật một phát nổ liền ha, bơm xăng lên, bỏ qua chốt, công tắc mở lên rồi giật, lên ga rồi bóp nổ giật. Rồi coi như là máy đã sửa xong, hoàn tất ha. Rồi hy vọng là video này sẽ trả lời cho em trai nào đó đang thắc mắc về cái máy này tại sao lại có cảm giác là có hơi đầy đủ. Rồi buri thì có lửa, đánh lửa đầy đủ ha, xăng đầy đủ mà tại sao nó lại không có, nó giật hoài nó không có nổ, đó là cái lý do nó vậy ha. Đó, thường thường thì cái máy bốn thì nó hay bị ở cái phần hơi đó, thì ngoài cái piston với lại bạc ra đó thì nó còn cái hai cái cây súp bắp với lại cái cò như vậy đó, rồi cái đũa cò ha, đũa súp bắp thì nó bị những trường hợp đó. Thì các anh chị em nào mà coi mấy cái phần kia rồi mà nó không nổ đó thì tháo ra là bảo đảm sửa cái này là nổ 100% ha. Rồi bây giờ nổ rồi, bây giờ gắn lại thôi, gắn lại là cắt thôi. Cái này mà không không tự sửa được là đem ra tiệm là nó lấy giá trên 100 đô nha, giá trên 100 đô. Nếu mình chịu chịu khó mày mò sửa thì mình để dành được 100 đô đó mua được mấy thùng bia nhậu đã ha, đúng không anh chị em? Vừa thử khả năng của mình tới đâu mà vừa để tiết kiệm được tiền nữa, mà mình làm mà chắc ăn chắc cứu nữa ha. Tại vì mình mang ra tìm người ta làm cho mình, chưa chắc người ta làm bằng mình. Người ta làm lấy tiền nhưng mà có thể là người ta làm
có những cái này cái kia biết không? Rồi anh chị em nào có câu hỏi liên quan tới chủ đề thì cứ viết comment bên dưới ha. Mình có thời gian thì mình sẽ lần lượt mình trả lời hết các câu hỏi của các anh chị em có liên quan tới chủ đề. Anh chị em nào mới coi video mình mà thích video muốn học hỏi những kinh nghiệm cá nhân ha, chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân từ tay mình làm, tự học hỏi. Thì các anh chị em bấm like hoặc là subscribe ha, để có những video mới nó ra đó thì nó sẽ báo cho các anh chị em biết. Rồi bấm vô coi mình cùng học hỏi. Biết nhiều thì khổ nhiều, nhưng mà đúng ra thì nó tốt hơn nhiều. Rồi, hoàn tất. Làm cái máy nổ xong chỉ có nhiêu đó cái đồ nghề thôi chứ chưa. Chỉ cần một cái khóa 5/16. 5/16 với lại hai cái lục giác cái nhỏ cái to này. Đó, thì miễn sao mình vừa con ốc mình dặn vừa lấy nào vừa con ốc là được rồi ha. Nhiêu đây là sửa được một cái máy nổ rồi ha. Thì trong vòng 5 phút có thể mình lấy được 100 đô ha. Rồi, video tới đây là hết nha. Chào hết mọi người nha. Bye bye.